Rồi bé Na xin chào cả nhà. Hôm nay thì sẽ cho bé Na một cái bất ngờ mới. Bé Na rất là tò mò, đang muốn biết cái này là cái gì đây. Sẽ để cho bé Na tự khám phá nha. Sao? Khám phá đi. Gì vậy? Gì vậy con? Tò mò lắm đó, bé Na đang tò mò lắm. Chờ lắm kìa. Dù là sợ nhưng mà vẫn muốn muốn tò mò xem là trong đó có cái gì. Chở ra nè. Bé Na đang đi đánh vòng ngoài. Đây là giỏi. Xem bóc ra cho con nha. Khó mở ra quá nào ơi, giúp phụ nào nắng. Nhanh nào nắng. Khó hình bóc cơ quá nào ơi. Để nó tấn công hết. Ôi, bảo vệ con nha. Rồi mình sẽ khởi động lên cho bé Na xem nha. Để cho nó đi về hướng của bé Na nha các nhà. Mình sẽ giả vờ để cho cái con khủng long bị xỉu nghe thử xem bé Na như thế nào nha. Xỉu rồi kìa Na. Này, con ghế. Con ghế. Rồi, con đụng mới nè, đụng tay nè. Ý, nè, ý. Bây giờ mình sẽ thử để con khủng long ở đây xem nó ăn như thế nào nha. Rất là tò mò. Rất là muốn chạm vào con khủng long xem như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ cho bé Na một cái thử thách nhỏ nhỏ. Là mình sẽ để bình sữa mà bé Na yêu thích kế con khủng long để cho con khủng long bảo vệ. Xem là bé Na có dám. Con hãy vào đây lấy bình sữa đi. Xem là bé Na sẽ sử dụng cách nào để lấy cái bình sữa từ tay của khủng long nha cả nhà. Bé Na đây tìm cách. Rồi bây giờ thì bé Na đã tiếp cận được bình sữa rất là ngoan. Về đây nè con.
sẽ đậy khủng long lại cho bé Nam bớt sợ nha cả nhà. Rồi đó nè, khi mà đậy lại thì bé Nam lại tò mò muốn bóc ra. Rồi uống đi con, uống sữa nha. Con ngủ đi nghe, uống xong mày ngủ ngoan nha. Bé Na nuôi hôm nay nữa là được 6 tháng rồi. Khi nào mà tới sinh nhật của bé Na thì mình sẽ mua cho bé Na một cái bánh. Mình sẽ làm bánh sinh nhật cho bé. Rồi bây giờ thì để cho bé Na uống sữa xong rồi sẽ cho bé Na ngủ nha. Và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nha.